tiến cái bên dân một bên nào. Quên đổ bơ nó xì ơ. Con này à. Lạc mặt tiêm à. Đừng có đu rồi. Vâng, cháu Nam xin chào tất cả cô chú anh chị, tiếp tục quay trở lại với nội dung tiếp theo trên kênh nhé. Nay cháu Nam trời cũng hết mưa rồi, nay đi tranh thủ đi hàng cái mái các bác ạ. Một cái kiểu mẫu khung nhà sàn cô bác ạ. Đây rất là đẹp. Nên thì tuy là làm mà không phải nhà sàn mà nhà đất thôi, nhưng mà đủ cái bộ khung cột cũng tương đối rất là đẹp luôn cô bác ạ. Đây. Trên này đa số ở trên này thì trước thì làm khung gỗ thì cũng làm nhà sàn thôi. Đấy, nhưng mà bây giờ thì xã hội phát triển rồi thì nhà nào nhà đấy cũng muốn đổ bằng khung bê tông để cho chắc chắn hơn đấy cô bác. Đó, rất là đẹp luôn. Và đây công việc của cháu năm nay thì chỉ hàn một cái mái thôi cô bác ạ. Hàn mái và bắn mái thôi. Toàn cô bác ạ. Đến hành
Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.
Thank you.